Chào mừng các bạn đã quay trở lại với RTK Media. Có thể nói, khi nhắc đến một bộ Super Sentai được coi là huyền thoại có 102 đối với các bạn fan tokusatsu tại Việt Nam, một bộ phim đã tạo ra độ phủ sóng vô tiền khoáng hậu, thì Yakuju Sentai Garanger có lẽ là cái tên nổi bật nhất. Tiếng vang mà bộ phim này đem lại thực sự vô cùng lớn và khó có cái tên nào có thể sánh bằng. Vậy, lý do vì đâu mà Garanger lại chiếm lĩnh thị trường phim siêu nhân tại Việt Nam ở thời điểm đó như vậy? Hôm nay, để kỷ niệm 20 năm phát sóng Yakuju Sentai Garanger, hãy cùng RTK Media chúng mình phân tích và tìm hiểu nhé! Đầu tiên, chúng ta sẽ đánh giá bộ phim dựa trên yếu tố chủ quan, đó là bản thân chất lượng của chính nó. Có thể các bạn cũng đã biết, Yakuju Sentai Garanger là series kỷ niệm 25 năm Super Sentai, đồng thời cũng là series Super Sentai đầu tiên mở màn cho thế kỷ 21. Do vậy, bản thân với xuất phát điểm của mình, Garanger đã không phải một bộ Sentai bình thường. Bởi mang trong mình những yếu tố kỷ niệm và giá trị thời đại, Garanger nhận được sự đầu tư lớn hơn từ phía nhà sản xuất, như để khẳng định quy mô xứng tầm cho bộ phim này. Lấy motif là động vật, ý tưởng bách thú đã được sử dụng để tạo nên sự đa dạng, hấp dẫn, cuốn hút, khơi gợi trí tò mò của khán giả. Tựu chung, Garanger được tạo ra như một sự mở màn hoành tráng dành cho một thời đại mới. Ngoài ra, với vai trò kỷ niệm, Garanger còn được quảng bá, truyền thông mạnh mẽ dưới vai trò đại diện cho Super Sentai. Thậm chí, phim còn có cho riêng mình một tập phim Garanger vs Super Sentai. Một lý do khác làm nên thành công cho Yakuju Sentai Garanger chắc chắn phải kể tới tinh hoa thiết kế. Đối với mình, Garanger là một trong những series được đầu tư vô cùng tối ưu chất xám trong khâu thiết kế, từ phục trang, phụ kiện và đặc biệt nhất là yếu tố hút khách cho bộ phim, các Power Animal. Tất cả đều ẩn chứa rất nhiều tinh hoa. Thậm chí, ngay cả những con Orc, Duke Orc hay Highness Duke xuất hiện trên phim đều có những thiết kế và tạo hình riêng vô cùng bắt mắt. Để nói thêm, Power Animal là một dự án vô cùng tham vọng và liều lĩnh của nhà sản xuất. Tham khảo bản tập kết doanh thu bán đồ chơi ăn theo của các bộ Super Sentai trước đó, ta có thể thấy doanh thu khi đó đang ở mức đáng báo động, thiếu đi sự khởi sắc. Và để mở màn cho thời đại mới, nhà sản xuất buộc phải đánh cược vào một canh bạc được ăn cả, ngã về không để vực dậy doanh số. Đó chính là khi ý tưởng về dàn bách thú được ra đời. Những con thú với đủ giống loài, màu sắc, kích cỡ đã được nghiên cứu để đưa vào phim một cách chân thực, mượt mà, thẩm mỹ nhất. Đặc biệt, cơ chế hoán đổi tay chân để tạo nên các biến thể mới cho cắt tay cũng là điểm mấu chốt khiến cho đồ chơi ăn theo của Garanger trở nên thú vị và hút khách. Sự ra đời của các Deluxe Power Animal đã đánh dấu cho sự chuyển mình cực kỳ rõ rệt như một cuộc cách mạng quy mô lớn cho dòng đồ chơi Super Sentai. Ngoài ra, Garanger cũng là một series mà các Senshi được trang bị khá nhiều những phụ kiện thú vị, đơn cử như chiếc điện thoại G-Phone với khả năng biến hình thành hình dạng thú và dạng chiến binh, chiếc Galhaster Rod chuyển đổi cơ chế qua lại giữa ba chức năng, chiếc Falco Summoner ưu việt với khả năng triệu gọi 5 siêu thú cùng một lúc. Tất cả đều là những công cụ vô cùng hữu ích để cùng với dàn Power Animal đánh thẳng vào thị hiếu của những khán giả trẻ tuổi. Và cũng không ngạc nhiên khi doanh số bán đồ chơi ăn theo của Garanger đã trở thành một cú hit lớn, cứu cánh cho dòng đồ chơi của Super Sentai. Yếu tố tiếp theo không thể không nhắc tới chính là dàn diễn viên của Garanger rất đẹp và đồng đều. Yếu tố visual của các diễn viên trong Super Sentai luôn là một trong những lý do tiêu biểu thu hút khán giả xem phim. Và với Garanger, mọi thứ dường như vô cùng chỉn chu. Dàn diễn viên của Garanger không chỉ đẹp, đồng đều mà diễn xuất cũng vô cùng có thực lực. Tất cả đều hoàn thành trọn vẹn vai trò của mình. Chưa kể, những nhân vật trong Garanger đều được xây dựng khéo léo, tạo ấn tượng và thiện cảm vô cùng tốt cho khán giả. Minh chứng cho sự thành công này, Garanger đã thu hút được không chỉ các bé trai mà còn cả những bé gái hoặc cả những thanh thiếu niên tại Việt Nam, một phần bởi visual chất lượng của dàn diễn viên. Mình cá trong số những khán giả nữ từng xem Garanger đã không ít lần mê mệt bởi vẻ đẹp trai của Gal Silver và Gal Blue. Garanger khác với hai bộ liền kề của mình là Time Ranger và Hurricaneer, có một cốt truyện vô cùng đơn giản, dễ hiểu, dễ cảm, dễ nắm bắt. Phim phân chia ra rõ ràng bốn mạch, ứng với ba vị chúa quỷ Highness Duke Orc và cứu cực Orc Senki. Không những vậy, Garanger mang tới nhiều tình tiết vui tươi, giải trí đầy nhẹ nhàng, kèm theo đó là một không khí sôi động đầy mạnh mẽ. Phim không đặt người xem vào quá nhiều những drama nặng nề, màu sắc của phim cũng rất tươi sáng, cực kỳ phù hợp đối với đối tượng khán giả trẻ. Nếu như những bộ Super Sentai u tối, nặng nề như Time Ranger hay Go Buster
khó có thể chạm tới được những khán giả nhí, thì ngược lại, Garanger đã làm rất tốt vai trò này. Phần âm nhạc của phim cũng là một điểm sáng không thể không nhắc tới. Đầu tiên là ca khúc chủ đề huyền thoại Garanger Hoero do chú Yukio Yamagata thể hiện một cách đầy hoang dã, đầy nội lực, đã trở thành giai điệu huyền thoại, in dấu sâu đậm trong ký ức tuổi thơ của bất kỳ khán giả nào tại Việt Nam. Không những vậy, phần soundtrack và theme song cũng đều được biên tập một cách chỉn chu, khắc họa đậm nét sự hoang dã và ý chí hừng hực trong phong cách chiến đấu của nhóm Garanger. Cá nhân mình đánh giá vô cùng cao những bản BGM được sử dụng trong phim. Tất cả đều đã làm rất tốt và hoàn thành một cách trọn vẹn vai trò của mình trong việc truyền tải và dẫn dắt cảm xúc cho người xem. Tiếp đến, một ưu điểm vượt trội của Garanger chính là sự cải tiến trong cả khâu hành động và kỹ xảo. Là bộ phim mở màn cho thế kỷ 21, Garanger khá được đầu tư chú trọng trong công nghệ. Những tạo hình 3D của các Power Animal trong Garanger được mô phỏng và xử lý khá tốt. Cùng với chuyển động mượt mà của cả gương mặt và cơ thể, tạo cho khán giả một cảm giác chân thực, như thể chúng thực sự tồn tại như những sinh vật sống, chứ không chỉ là tạo vật vô tri từ công nghệ. Thêm vào đó, khâu hành động trong Garanger cũng đã có tiến bộ rất nhiều nếu như so với những bộ Sentai ra mắt trước đó. Phim có nhiều hơn những phân cảnh chiến đấu cùng góc quay đẹp mắt, tạo sự phấn khích, thu hút cực lớn đối với khán giả trẻ. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng mê mệt dòng phim Super Sentai vì những cảnh hóa thân, chiến đấu với quái vật trong năm bộ đồ spandex sặc sỡ rồi phải không? Bên cạnh những yếu tố chủ quan về bản thân chất lượng của bộ phim, chúng mình vẫn phải khẳng định một điều, Garanger không phải là một bộ phim tạo tiếng vang thực sự rõ rệt tại thị trường Nhật Bản. Thực chất, khán giả Nhật lại yêu thích bộ phim Hurricanger nhiều hơn. Thế nhưng, khi Garanger đặt chân tới Việt Nam, nó đã tạo thành một trào lưu, một cơn sốt vô tiền khoáng hậu trong lịch sử loạt phim năm anh em siêu nhân. Vậy tất nhiên, điều này còn phụ thuộc rất lớn vào những yếu tố khách quan tại thị trường Việt Nam khi đó. Ta cùng nhau phân tích nhé! Đầu tiên là hiệu ứng vịt con. Hiệu ứng vịt con được hiểu là hiệu ứng về tâm lý được ghi nhận trên các chú vịt con mới nở. Ở con người, hiệu ứng vịt con được dùng để chỉ về con người có xu hướng coi những gì xảy ra đầu tiên, những trải nghiệm đầu tiên, những cảm xúc đầu tiên là chuẩn mực, là khuôn mẫu và hoàn hảo. Khoa học gọi đó là tâm lý ấn tượng hay dấu ấn khó phai. Những gì chúng ta xem hồi còn trẻ sẽ để lại những ấn tượng khá sâu đậm, không chỉ riêng đối với Garanger mà còn rất nhiều những bộ phim truyền hình khác. Mặc dù không phải là bộ siêu nhân đầu tiên bước chân vào thị trường Việt Nam, trước đó những cái tên như Mighty Morphin Power Rangers, Showa Riders, Jetman hay một vài bộ Power Rangers khác của kỳ Saban đã tới Việt Nam trước cả Gao và những năm 90 của thế kỷ 20. Sự có mặt khá sớm của những bộ phim đó đã phần nào dần dần gây ấn tượng cho những cô cậu khán giả Việt Nam về định nghĩa của cụm từ năm anh em siêu nhân. Để rồi, hình ảnh biểu tượng về nhóm 5 người mặc đồ bó sặc sỡ đánh quái vật đã in sâu trong tiềm thức của những đứa trẻ. Khi mọi nền móng đã được thiết lập, đầu thế kỷ 21, Garanger thẳng tiến du nhập vào thị trường Việt Nam. Và không có gì bất ngờ, với những ưu điểm chủ quan mà Garanger đã sẵn có, nó dễ dàng chiếm lĩnh thị trường phim ảnh siêu nhân lúc bấy giờ. Một yếu tố vô cùng quan trọng tiếp theo chắc chắn phải đề cập tới đó là sự ra đời của những chiếc đầu đĩa VCD. Có thể nói như một cuộc cách mạng về công nghệ giải trí đối với thị trường Việt Nam. Trước đó, những bộ phim siêu nhân trong thập niên 90 thường được phát hành tại Việt Nam dưới định dạng băng từ VHS. Nhưng khi bước vào thế kỷ 21, những chiếc đĩa từ và đầu đĩa VCD dần xuất hiện và dần thay thế băng VHS. Garanger may mắn du nhập thị trường Việt Nam đúng vào thời kỳ mà cơn sốt đĩa VCD đang trên đà đỉnh cao. Khi đó, nhà nhà người người đều cố sắm cho mình một chiếc đầu đĩa VCD để phục vụ cho những nhu cầu giải trí khác nhau. Garanger đã tận dụng rất tốt thời cơ, hòa cùng dòng chảy thời đại để rồi chiếm lĩnh thị trường và tạo nên một cơn sốt chưa từng có đối với dòng phim năm anh em siêu nhân. Không dừng lại ở đó, Garanger ở thời điểm bấy giờ có lẽ là một trong những bộ tokusatsu hiếm hoi mà khán giả có thể tìm xem trọn bộ. Tất nhiên, một bộ phim có bắt đầu thì phải có hồi kết. Khán giả một khi xem phim sẽ luôn tò mò hơn tới cái kết mà bộ phim đem lại. Việc Garanger có thể tìm xem trọn bộ tại Việt Nam càng làm cho sự thu hút của bộ phim này tăng thêm, kích thích khán giả mua và xem nhiều hơn. Càng tiếp xúc nhiều với bộ phim thì những giá trị của nó sẽ lại càng thấm sâu vào tâm trí của khán giả. Để rồi, tất cả tạo nên một ấn tượng khó phai đối với Garanger như ngày nay. Nhắc tới những bộ Super Sentai, không chỉ những yếu tố trang phục, hành động tạo nên sự thu hút đối với trẻ em, mà đặc biệt nhất phải kể tới chính là các sản phẩm đồ chơi ăn theo. Đây tiếp tục là một sự may mắn khác dành cho Garanger. Khi vào thời điểm đó, những món đồ chơi Trung Quốc phủ sóng dày đặc tại thị trường. Các sản phẩm hàng nhái Deluxe Garanger thời điểm đó cực kỳ khởi sắc, cả về mẫu mã đa dạng cho tới chất lượng không hề tầm thường.
Những bạn sinh ra vào thập niên 9X, đầu thập niên 2000 chắc hẳn đã từng trải nghiệm những món Deluxe Garanger, hàng tàu đời 1 và đủ biết chất lượng mà chúng đem lại như thế nào. Thời điểm đó, khi việc sở hữu những món đồ chơi Garanger chính hãng là quá khó để có thể với tới, thì các sản phẩm hàng nhái đời 1 là lựa chọn không thể tuyệt vời hơn đối với các fan. Cơn sốt đồ chơi Garanger khi đó cũng đã trở thành một hiện tượng với độ phủ sóng lớn không kém gì sức hút của chính bản thân bộ phim. Khi các em nhỏ đua nhau sưu tầm cho đủ những phụ kiện, thiết bị biến hình, các Power Animal xuất hiện trong bộ phim để thỏa mãn đam mê của bản thân. Ngày nay, chất lượng đồ chơi hàng nhái của Trung Quốc đã đi xuống một cách rõ rệt so với khi xưa và sẽ khó có thể tìm lại những sản phẩm chất lượng như dàn Deluxe Garanger thời bấy giờ. Yếu tố sau cùng diễn ra vào thời điểm mà cơn sốt Garanger bắt đầu đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Đó chính là khi mà Phương Nam Film bắt đầu mua bản quyền phát hành các bộ phim Super Sentai và đưa nó tới thị trường Việt Nam. Garanger chính là cái tên đầu tiên được chọn mặt gửi vàng để đón đầu xu thế này. Không chỉ có đĩa VCD, Phương Nam Film còn đem tới cho khán giả lựa chọn chất lượng đĩa DVD, đem tới một trải nghiệm tốt hơn dành cho Garanger, một bộ phim đã quá gắn liền đối với tuổi thơ của biết bao thế hệ. Và với việc Phương Nam Film phát hành chính thống loạt phim này, việc tìm chọn bộ để theo dõi càng trở nên dễ dàng hơn nữa. Và rồi, Garanger lại tiếp tục có cho mình cơ hội để chiếm lĩnh thị trường phim siêu nhân và gây ấn tượng cho một thế hệ tiếp theo, thế hệ của những khán giả trẻ sống trong thập niên 2000. Vậy, trên đây là tất cả những lý do đã tạo nên thành công và cơn sốt lớn của Garanger tại thị trường Việt Nam mà chúng mình đã tổng hợp được và phân tích. Còn ý kiến của các bạn thế nào? Chúng mình có vô tình bỏ sót lý do nào không? Các bạn đồng tình hay không đồng tình với những quan điểm mà nhóm chúng mình đưa ra? Hãy để lại comment ở phần bên dưới để chúng ta cùng bàn luận nhé! Có lẽ, Garanger là một dấu ấn tuổi thơ, một ký ức đẹp trong lòng mỗi chúng ta, những đứa trẻ đã lớn lên cùng bộ phim. Garanger quả thực là một kỷ niệm vô giá mà chúng ta, những người sinh ra vào cuối những năm 9X, đầu những năm 2000 may mắn được đón nhận. Bài phân tích, đánh giá của chúng mình sẽ dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Nếu thấy video này bổ ích, hãy để lại một like, đồng thời subscribe để theo dõi chúng mình. Vì biết đâu sau này sẽ tiếp tục có những dự án độc lập khác được RTK Media cho lên sóng trên kênh. Chúc các bạn đón một mùa Tết êm ấm, yên vui và an toàn bên gia đình. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào! お前が最後だ。ジョーカー！俺とお前は戦うことでしか分かり合えない。